Muốn đi con đường Phật phải chú ý những cái điều cần biết ban đầu. Về pháp môn thì có phương tiện và cứu cánh. Để ý cái đó đó. Pháp môn nào là phương tiện? Pháp môn mà tu vô vi là cứu cánh, mà tu hữu vi nhiều lắm kể sao cùng, pháp hữu vi là phương tiện. Về chủng tánh thì có tiểu thừa và đại thừa. Kiểm tra coi nó có hai cái chủng tánh đại thừa và tiểu thừa, đó là người ở trong đạo Phật. Còn ngoài chủng tánh của ngoại đạo, chủng tánh bất định là cái đó là nó quá thấp, cái đó chưa đi trên đường Phật được đâu. Chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh phàm phu, chủng tánh bất định chưa đi vào con đường giải thoát giác ngộ được. Chủng tánh ngoại đạo là đụng đụng cái gì cũng tin, mình vôi ông táo ở ngoài gốc đa cũng tin, rồi thầy bói thầy pháp, rồi đồng rồi bóng rồi cốt, cậu cô gì cũng đều tin hết. Cái đó thuộc về chủng tánh ngoại đạo. Ngoại đạo là cái người này, cái chủng tánh là cầu cái đạo ở bên ngoài, chứ không nhận thức được cái Phật tâm của mình muốn có, cái Phật tánh mình không có, không nhận thức được cái tâm Phật là mình có, gọi là chủng tánh ngoại đạo. Về giáo lý thì có tiệm, có đốt, có viên. Đốn tức là mau thẳng tắc. Ở đây mà đạt tới cái chỗ thật tốt môn rồi là nhảy bùng nhảy, là đến ngay vùng đất Phật, là quán chiếu bát nhã, là đạt tới cái thực tức bát nhã, đó là đốn giáo đó nha, tu đốn giáo đó. Còn như tiệm giáo là vậy đây nè, tiệm là nó lần lần đó mà. Bữa nay mình tu bố thí được một chút, một vài việc làm gì đó, bố thí cái kiểu mà tài thí, pháp thí, vô quý thí như nói nãy giờ đó, bố thí từ từ vậy đó, bố thí mà có hy vọng phước báo, có hy vọng đền trả. Tôi nói cái này là nghe thấy kỳ đó nè. Có những vị Phật tử tôi đây suốt cả cái đời mấy mươi tuổi cúng rất là nhiều, cúng là đồ ăn để làm đám, phục vụ cho đám, phục vụ đồ chay, đồ ăn đám, phục vụ rồi mua xi măng cát sắt, rồi cúng về tượng Phật, cúng về công thợ rồi gì đó, đại khái là làm chùa làm chiền đó mà. Cúng rất là nhiều, coi như là tiền của trong nhà chạy vào chùa rất là dữ. Mà con cháu mà đứa nào mà không thỏa mãn được cái yêu cầu đó là khó khăn, làm cho đau khổ. Mà làm vậy đó thì làm, mà còn kinh điển không hề nghe nổi, không nghe nổi. Đem vô 100.000 hai bao xi măng thì phải cầu nguyện cái gì đó, phải cầu cho được cái gì đó, làm cái lễ gì đó, phải khen ngợi sao đó, cứ như thế thì lo 50, 70, 100 bao xi măng cũng được, nhưng mà phải cầu gì đó, nguyện gì đó, chú nguyện sao đó, hồi hướng gì đó. Cái đó là cái chủng tánh như vậy là đáng tội nghiệp đó nha, nghiệp lắm, làm đau khổ cho con cái, làm hao tốn ngân quỹ của gia đình, mà bản thân không hề có phước đức gì hết. Làm vậy sao gọi phước được? Giờ cúng ra là 3 triệu bạc rồi mua đất xi măng đem dựng ở ngoài sân, làm cho Đức Quan Thế Bồ Tát thêm đau khổ đó. Ở trong nhà ta còn đặt máy lạnh mà, tháng này đã bắt đầu là xài máy lạnh rồi đó. Ở đây mà Quan Âm mà đem phơi ngoài trời vậy, bỏ 3 triệu bạc mua Quan Âm phơi ngoài trời vậy, tôi hỏi chứ phước ở đâu? Sao có phước ở đâu? Rồi mua tượng là Kiều Trần Như, A Thấp Bệ, Bạc Đà, Phật Thích Ca này kia, ngồi để có hàng, có hàng, có hàng ngoài sân á. Mỗi ông gì 3 triệu, ông 4 triệu vậy, bỏ sương nắng, giải dầu, bụi bặm, không có tắm rửa gì hết. Vậy mà tưởng tượng rằng mình bỏ ra cả mười mấy triệu làm một cái bộ tượng như vậy mà đòi phước phước ở đâu? Vậy mà người ta nở lòng nào ta làm vậy mà ta đòi phước hết chứ. Đau ơi là đau. Kinh nữa còn băng nghe không nổi. Nói còn mang mà giảng kiểu tôi này là coi như là không bao giờ nghe. Chỉ có cái là không biết rồi sợ tội, nó có Phật phù hộ tôi này, này kia, sợ rồi chửi tôi rồi có tội, cho nên không dám chửi. Mà không nghe, không bao giờ nghe nổi. Chỗ đó là cái chỗ mà nó đau vô cùng. Mà tôi nói thành thật, mà tôi nói những người Phật tử như vậy, không bao giờ tôi dám đòi hỏi, tôi biểu khuyết quá, ông bà nhận cúng cho tôi 50, 100 gì không dám.
là vì cái tiền đó tôi nuốt không hề nuốt trôi. Nuốt như vậy, nuốt ăn cái tiền đó, thành ra tôi là cái người gì? Tôi khen ngợi cái đó để tôi lấy tiền á, khen ngợi việc làm vậy để tôi ăn, gọi là tôi ban phước tôi bằng cái cách chú nguyện, bằng nước bọt vậy sao? Cho nên là không nuốt nổi. Biết là người đó hô bảo nói cái lọ cúng gần đấy, nhưng mà không nuốt nổi, không ăn nổi. Đào lóc. Đấy là tôi nói rất thật này, và có thật đó nha. Nếu mình không có tiền mình nói ra người ta. Cho nên đại chúng là nói vậy là các vị để ý mà quán chiếu lại coi. Thứ nhất là cái đời này là cách đây từ 5-7 năm nè, làm Phật mà để cả vườn ra ngoài vườn có hàng á. Tôi nhìn thấy nó đau lắm. Cách đây 15 năm mà có những ai Phật tử nào đặt cái bài đó. Mê nhiều lẽ lại bụi bờ, mê vừa thì lẽ lại Phật thờ lỗ thiên, ít mê thì lễ lại Phật chùa chiền, hết mê thì hết lễ. Cái tâm điền nó tịnh và nó thanh. Cái tâm của mình mà tịnh mà thanh rồi là không cần lễ. Không cần lễ Phật ở trên chùa cũng không cần lễ. Mà ta lễ bằng phát trí thanh tịnh lễ. Cái trí mình thanh tịnh á, mình tỉnh thức á, mình giác là hết rồi nè. Không cần tu mới, có chứng rồi nè. À, mình tỉnh thức mình giác thôi, không cần lễ. Gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Chánh quán tâm thành lễ, tập quán cái nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ diện như điện, à là lễ rồi đấy. Thật tướng bình đẳng lễ là người ta quán chiếu ta thấy là thật tướng của dạng pháp là tướng vô, là tướng duyên sinh như quyển, thì không có lễ gì hết mà lễ rồi đó. Chứ còn cái lễ bụi bờ đó là mê nhiều lễ lại bụi bờ, mê vừa lễ lại Phật thờ lỗ thiên, ít mê lễ lại Phật chùa, hết mê thì hết lễ. Mà cái tâm điền của mình đó là nó trong tình. Chứ ca hồi xưa tu hành là thành Phật đó, thành vô thượng Bồ Đề không có lại ai đâu, cũng không hề có tụng kinh mà. Nhưng mà bây giờ thì Phật nói kinh nghe ngà rồi các tổ ta truyền đạt ra cho mình học rồi mình sướng hơn. Thế thì mình nghe kinh rồi mình sửa, mình tu, mình hành chứ. Cái đó cái khó nghe lắm. Cho nên giáo lý thì có tiệm có đúng, về căn cơ thì có lợi có độn. Lợi căn nghe giáo lý dễ nhận lắm, tức là nó bén nhạy. Còn cái căn độn tức là chậm lục á, thì nghe khó hiểu chậm hiểu. Con có hiểu những điều cốt lõi đó, trong quá trình nghiên cứu học Phật mới không sửng sốt, mới không ngạc nhiên kinh hãi, thậm chí phản đối và nguyền rủa khi đọc cái câu giác là hết chẳng cần tu với chứng. Đây, đọc sửng sốt á, phản đối rồi nha. Đối với tư tưởng đại thừa của người chúng tánh đại thừa, đó là sự thật, không hề cường điệu đại ngôn, càng không hề dụng ý phủ định chê bai bôi bác sự tu hành của người khác không cùng căn cơ chúng tánh trình độ và pháp tu giống mình. Đó là sự thật chứ không phải có ý xấu. Người đại thừa nhận thức rõ pháp hữu vi thiên sai vạn biệt, pháp tu thì vô lượng pháp môn, vô biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu. À, cho nên mình phải tu cái pháp nào mà cái pháp chất, cái pháp mình phải ôm gốc, chứ còn không là mình ôm cành ôm ngọn nữa. Cái mà trích diệp tầm chi ngã bất năng, trực triệt căn nguyên Phật tổ ấn mà trích diệp tầm chi ngã bất năng. Nguyên giác thượng sư nói rằng tôi nói thẳng những cái tôn chỉ của Đức Phật ấn khả dạ dỗ thì tôi nói được. Còn cái chuyện mà dịch lá để tìm cành, nói những chuyện lặt vặt là tôi không nói cái đó được. Người giác thiền sư nói như thế. Thế thì pháp môn vô lượng, chạy theo nó mình sẽ làm gì đây? Làm cái nào cho mau hiệu quả? Tu món gì để được phước nhiều? Hành kiểu chi để mau thành Phật? Vân vân và vân vân. Vô số vấn đề, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, chắc chắn chẳng ai biết được phải làm gì để được thành công sớm nhất và to lớn đến cỡ nào. Nhưng mà mình nhất siêu trực nhập Như Lai Địa là mình có mục đích sẵn rồi, mình biết cái việc làm của mình sẵn rồi, chứ không phải là như là tu theo cái phương tiện này đó, là mình không biết cái việc làm của mình đã đạt kết quả tới đâu, thành công tới đâu đó. Riêng về pháp môn tu thiền của Thiền Tông cũng còn không biết cơ mang nào rắc rối. Nếu không có
cái duyên tu học vô vi thật tốt mong, thì đa số người ta chỉ dạy nhau và tu với nhau những cái pháp môn thiền la xả mà thôi. Thiền la xả, củ xả thì để nấu cà ri ăn, ăn nó tiêu. Và nhai củ xả mà nhổ cho những người bị kinh phong thì nó hạ đờm, vừa là vị thuốc vừa là món ăn hợp khẩu vị. Nhưng mà lá xả đó thì người ta trồng xả để cho rắn nó đừng có xâm nhập trong cái vườn, rắn sợ xả, cái mùi xả. Rồi cái lá xả khô thì lấy mà ung mà đốt để cho muỗi nó bay đi, nó tránh. Có người thì lấy lá xả mà bỏ vào trong lá bưởi, lá chanh, trong lá quắc hương bồ để nấu xong vậy. Thành ra nghĩa là xài những cái bìa chéo, những cái rác rưởi, những cái ngọn ngành, những cái tầm thường của xả mà không sử dụng được cái chất liệu của củ xả. Thành ra gọi là thiền lá xả. Củ xả không ăn được, không thọ dụng được cái chất của xả. Với người đại thừa phải nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Nhảy một nhảy là chứng thật tướng vô nhân pháp. Ở đây là giác tức liễu bất thi công, giác là hết, không còn, không cần tu với chứng, cần giác thôi. Đó là nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Đó là chuyện có thật, nhưng có điều chua chát là lời thật không phải ai cũng bằng lòng. Tuy nhiên không vì vậy mà người chứng đạo không vì lẽ thật nói ra lời thật để cho ai đó đạt giả đồng du niết bàn lộ. À, quỷ giác cũng vẫn đoán được cái lời nói thật rất là nguy. Cho nên là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Điều cổ thành thánh phong tự cao, mà mạo tụy có can nhân bất có. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo dịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, không được vậy tôi nguyện làm người khổ lọ. Cho nên là phải nói cho những người đạt giả với đồng du niết bàn lộ, chứng nhập quả bồ đề chân thật vậy.